Về kết quả là thông qua 5 mục. Thứ nhất là sơ lược về kênh Five Minutes Grab. Thứ hai là đối tượng công chúng. Thứ ba là đặc điểm phong cách. Thứ tư là sự phát triển bùng nổ. Và cuối cùng là mặt trái của kênh ạ. Thì đầu tiên em sẽ xin phép trình bày về sơ lược về kênh Five Minutes Grab. Thì nhất là về sự xuất hiện và mở rộng đa nền tảng. Thì vào tháng 4 năm 2016 thì trang Facebook Five Minutes Grab được thành lập. Và sau đó thì kênh YouTube cũng xuất hiện vào tháng 11 năm 2016. Thì sau đó thì lần lượt các mạng xã hội khác cũng xuất hiện như là Instagram, TikTok, Snapchat, Seaworld và Pinterest. Thì số lượng người đăng ký và lượt video kênh cũng bắt đầu tăng nhanh với 4 triệu lượt đăng ký vào tháng 6 năm 2017 ạ. Thì sau đó thì kênh có bắt đầu phát triển các hệ thống kênh phụ xoay quanh trên nhiều nền tảng với các ngôn ngữ khác nhau. Và đến năm 2018 thì kênh được giới báo chí đánh giá là kênh thành công rực rỡ với hơn 10 tỷ lượt xem video và xếp hạng là kênh được YouTube với gần 40 triệu người đăng ký. Thì chỉ trong một tuần vào tháng 12 năm 2018 thì kênh đã nhận được hơn 238 triệu lượt xem video. Thì có thể nói đây là một cái thành tích vô cùng đáng kể. Tuy nhiên thì vào những năm 2019 thì số lượng người đăng ký các kênh trong hệ thống của Five Minutes Grab có phần sụt giảm do những đăng ký đánh giá tiêu cực về nội dung của kênh. Vào tháng 3 năm 2019 thì kênh vẫn đạt 60 triệu người đăng ký và nằm trong top 3 kênh YouTube có lượt đăng ký cao nhất. Mùng 8 tháng 5 năm 2021 thì kênh đã có 72,3 triệu người đăng ký và xếp hạng là kênh được đăng ký nhiều thứ 9 trong số các kênh không do YouTube điều hành. Thứ hai là em xin phép trình bày về công ty sản xuất ạ. Thì Five Minutes Grab thì thuộc sở hữu của The Show Publishing có trụ sở tại SIP. Thì công ty được thành lập bởi Bavren Raleigh và Marat Mukhame, và đây có thể nói là một trong những công ty truyền thông trực tuyến lớn nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Disney và Warner Bros. Thì kênh hiện đang The Show Publishing hiện đang điều hành 140 kênh YouTube, 70 trang Facebook và có hơn 1 tỷ lượt đăng ký trên các nền tảng xã hội. Ngoài ra thì công ty cũng sở hữu hàng loạt những kênh truyền thông có lượt theo dõi cực khủng như Famous Grab, Price Style, 123 Go và vô số các kênh phụ mà chúng ta khó có thể thống kê hết ạ. Tiếp theo ở phần 2 thì bọn em sẽ xin phép trình bày về đối tượng công chúng. Thì thứ nhất là về công chúng thì có thể thấy các chủ đề nội dung đa dạng từ học đường, trang điểm, cơ khí, thủ công, nấu nướng và các hệ thống kênh với nhiều ngôn ngữ có thể nói nhóm công chúng một cách đa dạng và thuộc nhiều lứa tuổi giới tính và nhiều quốc gia khác nhau. Người xem video của Family Grab không nhất thiết là những người có đam mê với việc làm thủ công, vì các mẹo vặt trong video thì thường rất đơn giản, ngắn gọn và có tính giải trí cao, nên có một bộ phận lớn công chúng thường xem video kênh với nhằm mục đích giải trí là chính, sau đó mới là học tập kiến thức mới. Thứ hai là công chúng ưu tiên, thì nhóm công chúng ưu tiên mà Five Minutes Grab hướng tới chính là nhóm trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Thì với những hình ảnh thumbnail hấp dẫn kích thích sự tò mò của trẻ em cũng như những tình nhân vật được xây dựng một cách thái quá và không có quá nhiều lời thoại, do đó thì những video của Five Minutes Grab thì rất thu hút trẻ em. Ngoài ra thì nhóm đối tượng này là một nhóm đối tượng cực kỳ tiềm năng vì hai lý do. Thứ nhất là nhóm đối tượng này thường có thói quen sử dụng YouTube trong một thời gian dài và thường xuyên. Có thể nói thì một đứa trẻ có thể ngồi yên xem YouTube hàng giờ liền. Và thứ hai thì nhóm đối tượng này thường có xu hướng xem đi xem lại một video nhiều lần. Điều này khiến cho các video chỉ cần tiếp cận trẻ em một lần và sau đó thì các trẻ em sẽ chủ động tìm kiếm video để xem video có lượt view rất là cao. Và còn các phần còn lại là về đặc điểm phong cách cũng như là mặt trái, thì em xin phép được mời bạn Hải Vân trong nhóm em trình bày tiếp ạ. Xin chào thầy và các bạn, em là Vân của nhóm 7. Sau đây thì em xin nói về đặc điểm phong cách của các video của Five Minutes Grab. Tự nhận là một người có thâm niên xem các video này một thời gian dài, thì em có thể nhận thấy là nội dung của các kênh trong hệ thống Five Minutes Grab thì thường xoay quanh nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Những mẹo vặt được giới thiệu trong video Five Minutes Grab thì thường trải rộng từ những mẹo vặt đơn giản đến những mẹo kỳ lạ khó hiểu. Ngoài ra thì còn có một số video với các chủ đề khá kỳ lạ như là nhân hóa đồ vật hay là các hiện tượng xây dựng các công trình khổng lồ. Những mẹo vặt trong video của Five Minutes Grab thì thường rất đơn giản, chỉ cần vài bước, đôi khi còn được cắt ghép quá đà làm nội dung thiếu chính xác. Còn về hình thức thì có thể nói là video của Five Minutes Grab rất giống một tiết mục ảo thuật, bắt đầu bằng một phần mở đầu gây tò mò bằng những hình ảnh thumbnail rất hấp dẫn cùng với những cái cụm từ như là thay đổi cuộc sống, phép màu, những điều kỳ lạ.
Video thì thường dài khoảng 10 đến 20 phút với mở đầu bằng một hành động kỳ lạ với những hình ảnh rất hấp dẫn để kích thích người xem. Mỗi video thì thường gồm 5 đến 20 đoạn ngắn ghép lại, mỗi đoạn sẽ nói về một mẹo vặt khác nhau. Và người xem thì thường có xu hướng xem đến hết hoặc gần hết video của 5 Minute Crack vì họ mong muốn được tìm hiểu thêm về hình ảnh gây tò mò ở đầu video. Mặc dù sự thật là nhiều khi hình ảnh đó không hề xuất hiện trong video. Ở đây bọn em có chọn ra một số hình ảnh để thầy cô và để thầy và các bạn có thể xem. Tuy đã xem hết video nhưng em vẫn không hiểu việc cắm một cái kim tiêm vào mũi để làm gì ạ. Tiếp theo là về tiết tấu hình ảnh và âm nhạc trong video thì đây là một yếu tố khiến video của 5 Minute Crack rất thu hút người xem vì video có tiết tấu khá là nhanh với những hình ảnh xuất hiện liên tục, những hành động trong video cũng được thực hiện một cách trơn tru, nhuần nhuyễn, một cách có tổ chức. Kết hợp với đó là những gam màu tươi sáng với nhạc nền nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn cho người xem. Một đặc điểm nữa của các video của 5 Minute Crack đó chính là việc tái sử dụng nội dung. Các video thì thường gồm nhiều đoạn ngắn ghép lại nên 5 Minute Crack có thể tái sử dụng, có thể tạo ra các tổ hợp khác nhau và sản xuất được một lượng lớn video. Ví dụ như là khi có 20 đoạn video ngắn về 20 mẹo vặt thì bình thường sẽ chỉ sản xuất được 4 video. Với mỗi video có 5 mẹo vặt nhưng 5 Minute Crack có thể chia nhỏ, xáo trộn và tạo thành những tổ hợp mới. Do đó các video trên hệ thống của 5 Minute Crack thì được sản xuất với số lượng lớn và tốc độ rất nhanh. Về tần suất thì video của 5 Minute Crack được đăng tải với một tần suất cực kỳ dày đặc. Ví dụ như kênh chính của 5 Minute Crack được thành lập vào tháng 11 năm 2016 nhưng đến nay đã đăng tải hơn 4.800 video, trung bình mỗi ngày đăng 8 video. Các kênh khác trong hệ thống của 5 Minute Crack thì cũng được đăng tải video với tần suất rất cao, hầu hết đều là 3 video trên ngày. Tiếp theo là về sự phát triển bùng nổ của 5 Minute Crack. Về lượt xem thì hiện tại kênh có tổng 21,1 tỷ lượt view, trung bình tăng hơn 350 triệu lượt xem trong 30 ngày. Với tổng video trên kênh hiện tại là 4.872 video. Về lượt đăng ký thì kênh chính 5 Minute Crack có 73,8 triệu lượt subscribe, trung bình tăng trên 500.000 lượt subscribe mỗi ngày. Và dự đoán đến tháng 3 năm 2023 thì kênh sẽ đạt mốc 80 triệu sắc và có thể vượt 100 triệu sắc trong khoảng 5 năm tới. Các hệ thống video của 5 Minute Crack thì cũng sản xuất nội dung với 19 ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh với mục đích tiếp cận công chúng trên toàn cầu với nhiều nền tảng truyền thông xã hội bao gồm như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Internet đều có các kênh của 5 Minute Crack. Và nếu các bạn muốn biết thì 5 Minute Crack cũng có một kênh tiếng Việt với tên gọi là 5 phút thủ công, các bạn có thể tìm thấy ở trên Facebook và YouTube. Theo dữ liệu của Network Sport ước tính thì giá trị tài sản ròng của 5 Minute Crack là khoảng 39,4 triệu USD và ước tính kiếm được khoảng 656.000 đô la Mỹ trên một tháng và khoảng 9,84 triệu đô la Mỹ trên một năm, và con số thật có thể cao hơn nhiều. Các kênh phụ trong hệ thống của 5 Minute Crack cũng có lượt đăng ký cực cao. Hầu hết các kênh đều có lượt đăng ký trên 3 triệu lượt đăng ký, và đặc biệt là kênh 5 Minute Crack Play được thành lập vào kênh 5 Minute Crack Play được thành lập vào năm 2012 đã có đến 7,96 triệu lượt đăng ký, nghĩa là đến nay mới thành lập được hơn 1 năm đã lên được gần 8 triệu lượt đăng ký. Tiếp theo là về mặt trái của 5 Minute Crack. Cùng với sự phát triển bùng nổ này thì 5 Minute Crack cũng đem đến rất nhiều mặt trái. Thứ nhất đó chính là chất lượng nội dung video tương đối thấp. Họ đã tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất ra thật nhiều video mà không chăm chút tới chất lượng nội dung. Để sản xuất với số lượng kênh cực lớn trên nhiều nền tảng và tần suất đăng video dày đặc như vậy thì đội ngũ sản xuất của 5 Minute Crack phải đối mặt với áp lực rất lớn để sản xuất được số lượng video đủ cho các kênh. Do đó dẫn tới việc chú trọng số lượng mà bỏ qua chất lượng. Chất lượng của các video thì ngày càng đi xuống. Những video bắt đầu hướng dẫn người xem chế tạo những thứ kỳ lạ, không có tác dụng thực tế, hoặc đưa ra những hướng dẫn giả, không đúng sự thật. Ví dụ ở trong hình thì đây là một được cắt ra từ một video của 5 Minute Crack. Họ hướng dẫn người ta vo tròn một cuộn giấy bạc, cho vào một cái ép tỏi và sẽ tạo ra được rất nhiều đinh. Nghe qua thì cũng đã biết đây là một điều không thể thực hiện được. Ngoài ra thì các video của 5 Minute Crack còn truyền bá những thông tin sai lệch. Với cái hệ thống mạnh trên nhiều kênh như thế thì các video của 5 Minute Crack sẽ được hiển thị liên tục lặp đi lặp lại. Và khi những thông tin sai lệch được hiển thị liên tục lặp đi lặp lại như thế thì sẽ khiến công chúng có xu hướng dần tin tưởng với những thông tin này hơn. Có một mẹo nhỏ được 5 Minute. Ngoài ra thì 5 Minute Crack còn gây nguy hiểm cho người xem.
khi mà những video mẹo vặt hướng dẫn người khác thực hiện theo thì những video của Family Club lại tiềm ẩn những hành động nguy hiểm có thể gây thương tích khi làm theo nhưng không hề có bất cứ cảnh báo nào. Ví dụ như Family Club trong một video thì hướng dẫn người ta bôi kem đánh răng có vết bỏng để làm mát. Tuy nhiên thực chất thì kem đánh răng có chứa kiềm và khi gặp phải môi trường thuận lợi như vết thương do nhiệt độ cao gây nên có thể xâm nhập và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Hay như một video khác thì Family Club hướng dẫn người ta đổ caramel nóng chảy lên máy đánh trứng để tạo ra kẹo bông. Tuy nhiên thì trong thực tế, caramel nóng chảy sẽ bắn tung tóe và sẽ làm có thể gây bỏng những người xung quanh. Ngoài ra thì những video này còn tiềm ẩn những định kiến. Những video của Family Club thì thường xuất hiện những nội dung về giới tính, giàu nghèo mà do đối tượng công chúng là trẻ nhỏ nên việc gài gắm những định kiến trong video thì sẽ khiến dẫn tới việc nhận thức sai lệch về bản thân cũng như thế giới xung quanh. Vừa rồi em có một số ví dụ đó là hình ảnh một người phụ nữ mặc một bộ trang phục rất bình thường nhưng mà Family cho rằng là đó là không đúng và người phụ nữ không nên để lộ ra trần, hay như một người đàn ông cầm chiếc túi hộ bạn gái nhưng mà ngay lập tức người đàn ông thả chiếc túi xuống và phải sử dụng một chiếc túi khác màu đen để bọc bên ngoài chiếc túi của bạn gái. Hay một video của Family nói về kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Một người đàn ông thì với gương mặt rất khó chịu khi nhìn thấy những cái băng vệ sinh, hay là người phụ nữ khi vào nhà vệ sinh thì phải dùng kéo để không tắc tắc gói băng vệ sinh để không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Ngoài ra thì những sự phát triển mạnh mẽ của Family Club cũng sẽ làm loãng video các thể loại thủ công. Tại vì số lượng video của Family Club sản xuất ra cực kỳ lớn và nó rất phù hợp với thuật toán của YouTube nên nó thường được đẩy lên cao. Khi mà bạn search từ khóa DIY, nghĩa là làm thủ công ở trên YouTube thì sẽ ra hàng trăm kết quả đầu tiên đều là những video của Family Club. Và điều này thì khiến những người làm nội dung thật sự có ích thì rất khó tiếp cận được người xem và người xem cũng sẽ khó tìm được những video chất lượng. Phần nghiên cứu của chúng em đến đây là kết thúc ạ. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe ạ. Rồi, rất là cảm ơn nhóm 7 đã nghiên cứu cũng tương đối kỹ về một cái kênh truyền thông ở trên YouTube mà cũng có ảnh hưởng rất là lớn ở trên mạng xã hội nhé. Rồi, rất là cảm ơn nhóm.